nó đem bám thì cho nó đeo chỉnh còi mà đến nghĩa cứ đòi để người ta phải sau ít hai mà chịu. Nó ngon thì nó cứ giữ gì tốc độ 100-101 đi thì sao mình vừa đổ đó. Tại vì cái đường này á là 100 mà em chạy được 103 nhưng mà dân ở Vic nó chạy xe lành chứ thì dân ở Sydney xe rất dày.